Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn nhận định con C4G này các bạn nhé Thì với con C4G này Ở đây là vùng tia đây của nó có pha SC này Trên này là pha AR này Và đây là pha B các bạn nhé Đây pha B của nó đây Cho trường hợp này thì con này không có pha C Còn hiện tại ở đây thì nó tí lại Tí lại đây là có pha SC này Trên này là pha AR này Đấy. Và đây chưa pha B các bạn nhé Đây pha B này và bây giờ nó đây Chúng ta xem nó tích đi được bao nhiêu ngày rồi 112 ngày tương đương với cả 3 tháng và 22 ngày Nói chung là ổn rồi ổn rồi Giờ chúng ta sẽ vào sâu hơn nhá Với con C4G này Chúng ta có Vốn hóa thị trường là 4.200 tỷ cổ phiếu là 357 triệu cổ phiếu Như vậy con này là có mid cap Theo phân tích RG Thì đang nó đang ở giai đoạn tích lũy, con đang tích lũy. Về định giá, định giá con này tổng hợp là 12.620 so đồng Còn giá thị trường là 11.900 đồng Ô, Như vậy là giá trên thị trường thấp hơn so với định giá Vậy là tốt quá nhé, vậy là tốt Định giá theo mô hình DCF là 13.000 này G51 là 15.000 này, G52 là 15.000 này, G53 là 10.000 này, P trên A là 20.000 20 20 Và P trên B là 8.000 các bạn nhé Về cổ đông Cơ cấu cổ đông con này ban lãnh đạo là 2% Tổ chức là 21% Nói chung ban lãnh đạo như này thì hơi ít các bạn ạ ít nhưng uh, có tổ chức nó gánh gánh mất đi cũng được đây là tổ chức là 37 triệu ô, có viên viên direct này viên đấy cũng tham gia vào cái con này con ạ về cổ tức cổ tức con này trả xem là ô chết nhà mình bướm nhầm viên direct rồi à. đây cổ tức đây trả năm 20 là 1200 đồng năm 2021 là 12 phần cổ phiếu năm 2020 trả năm 2023 trả 6 cổ tức và cổ phiếu bạn nhé về tài chính của con này là lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2023 là 48 48 tỷ 780 triệu so với các quý khác thì cũng xem xem xem, xem nhau đấy nhưng mà theo mình biết thì hiện tại đang là đang là vĩ mô ủng hộ cho đầu tư công con ạ vĩ mô ủng hộ à ở à đâu doanh thu đột biến mà cũng, cũng có tăng trưởng lớn đây đây lúc trước là từ khoảng từ 63 đến 90 giờ lên hẳn 151 này các chưa nhà nước giải ngân đầu tư công các thứ nên là lên rất mạnh vĩ mô ủng hộ mà thì bạn cân đối kế toán chúng ta có tài sản là 9.100 tỷ này nợ là 6.000 tỷ này ngủ chủ xứ là 3 700 tỷ như vậy là đoàn 7 là chính là 1,5 cũng được các bạn ạ cũng được về bạn cân đối kế toán này do có tiền khoản tương đương tiền là 700 tỷ này các khoản thu ngân hạn là 4.100 tỷ này như vậy là khoảng 4.800 tỷ 4.800 tỷ các bạn nhá và nợ ngắn hạn là 3.000 tỷ như vậy là trừ đi bù trừ đi là uh, áp lực tài chính không lớn mà đã áp lực tài chính không lớn còn nợ dài hạn là 3.000 tỷ các bạn nhá về kết quả được kinh doanh kinh doanh con này doanh thu thủ doanh thu thuần là 835 tỷ và giá vốn ngân hàng là 712 tỷ như vậy là còn là lợi nhuận gộp là 123 tỷ cộng thêm doanh thu là chính là 31 tỷ nhưng mà trừ đi chi phí thì chính là 77 tỷ này chi phí vay 40 tỷ này chi phí còn đến doanh nghiệp 22 tỷ này chi phí à đây này trừ hết đi là còn 47 tỷ 47 tỷ này trừ đi thuế thống xong rồi làm cái thứ nữa là còn 48 tỷ các bạn nhá còn này tiếp ảo còn không có này có mỗi lần trực tiếp thôi là có đầu tiên là lưu truyền tiền tệ thừa động kinh doanh Còn con này chúng ta sẽ có đâu xuống là đang dương 230 tỷ rồi chẳng phải như vậy dòng tiền đang dương rồi hai năm hai nghìn hai mươi tiền tệ từ động đầu tư là dương 300 tỷ như vậy là đang dương 500 tỷ rồi các bạn ạ ổn Chứ là ổn. À, hiện tại cho đến hiện tại là đang ổn rồi ba năm ba lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính âm 461 tỷ đây lưu chuyển tiền tệ cuối kỳ đây là 85 tỷ như vậy là dòng tiền dương và nhân dương 85 tỷ này Đấy. tiền nó có hợp tương tiền cuối kỳ là 799 tỷ cho quý sau ừ, để hoạt động kinh doanh mà đã thì mình đánh giá là con này các bạn có thể đầu tư được có thể đầu tư được cái này có ưu điểm này ưu điểm nhất là vĩ mô là ngộ, hộ ưu điểm thứ hai là giá thị trường dưới mạnh giá đây. ưu điểm thứ ba là xem nào ưu điểm thứ ba là hiện tại giá của cổ phiếu nó cũng thấp này đây ở bên dưới của nhân nó đang ở bên dưới của hộp đa phát thế nên có thể bắt được khoảng hai mươi trăm cũng được còn nếu nó xuống spin thì bắt lên ba cho mình các bạn nhé còn nhược điểm nữa con này con này thì có nhược điểm đó chính là các cây giao vẫn chưa cái chuyện mà cứ chưa cái chuyện về đầu tư công. công mà này. Như vậy hôm nay bạn gọi là cùng nhau nhận định con C4G. Nếu hai chủ like xin nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.